Rồi con hả? Rồi lên đây, con nói trước cho sư, nói cho sư phấn khởi con. Thế đây, chúng ta thấy có sư, có nam, có nữ, bây giờ có một bạn trẻ nữa. Hôm nay là Chúa mời đủ mọi thành phần lên đây để chia sẻ làm chứng cho Chúa trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót. Con xin kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Ngô Thị Trinh, con đến từ giáo xứ Hải Lộc, giáo phận Thanh Hóa. Và cuộc đời con được lòng thương xót Chúa đánh động và cứu chữa con ba lần, gọi là dấu mốc lịch sử luôn ạ. Lần đầu tiên là khi mà gia đình con thì mẹ con đã sinh được ba người anh rồi ạ. Và con là một người con ngoài ý muốn. Và khi sinh con thì mẹ con không biết là sẽ có con ạ. Và bố con lúc đấy cũng bảo là thôi Chúa đã ban cho mình rồi thì mình cứ để đi. Và khi mà mẹ con đẻ con ấy ạ, thì từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, có nghĩa là mọi người có con là con lì ạ. Vì từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng mà không chịu ra, đầu cứ ra cứ vào, cứ ra cứ vào. Xong đi mà đi đâu mà đi ra đi vào. Con trong bụng mẹ con ạ mà không ra được. Xong rồi bố con thì sốt ruột quá, mọi người cũng đến, mà lúc đấy là y tế chưa được phát triển thì sinh ở nhà lúc này rất nguy hiểm, cứ tưởng chừng như là con và mẹ con sẽ không qua khỏi được ạ. Và khi đấy thì bố con không biết làm thế nào cả, bố con mới thắp hương ạ, cầu nguyện ạ và xin ơn Chúa ạ. Và con được chào đời khóc tiếng khóc lúc 7 giờ sáng ạ. Cái đầu ra trước hay cái chân ra trước? Đầu ra trước ạ, vì đầu to quá mà cứ ra cứ vào thôi ạ. Đó là ơn thứ nhất, hallelujah. Một cái đứa mà lì đến mức độ và đúng 7 tối đến 7 giờ sáng nó mới chịu ra, hallelujah. Rồi ơn thứ hai. Và ơn thứ hai là khi năm con 3 tuổi ấy ạ, thì bố con có đóng tàu ở dưới biển ạ, vì nhà con gần biển nên là lúc ấy ạ, mọi người chỉ kiếm sống bằng nghề đi biển ạ. Thì lúc ấy 3 tuổi thì con cũng xuống sông chơi với một người chị của con, thì hai chị em không biết chơi kiểu gì mà bố xuống sông. Bố sống chích đuối, và lúc đấy thì mọi người đang ở trong tàu cá và không ai biết là bọn con xuất hiện và đã bị rơi xuống sông ạ. Thì như kiểu là một thần khí của Chúa, được lòng thương xót của Chúa cho người anh của con ạ. Và anh của con như kiểu là được cảm nhận, xong thì đi ra mới thấy là hai đứa con đang nhấp nhô trên sông và cuối cùng là vớt được lên ạ. Rồi ơn thứ ba. Và ơn thứ ba là con bị Chúa đánh ạ. Chúa đánh là Chúa đánh động con ạ. Vì từ năm lớp 8 đến năm lớp 10 ạ, thì con vừa đi học mà cũng rất mải chơi ạ. Một tuần thì cũng chỉ đi lễ một lần lễ Chủ nhật thôi, mà đi lễ thì không cảm nhận được lời Chúa, chỉ đi cho có thôi, và nhiều lúc còn bỏ lễ và không coi trọng ạ. Nhưng mà khi năm lớp 10 ạ, thì con như được Chúa đánh động vào mình, và con bắt đầu đi tham gia khóa mê phục sinh của giáo phận Thanh Hóa đấy ạ. Mê phục sinh là huynh trưởng thì ăn dạy huynh trưởng. Và từ đấy trở đi trở về thì con có giúp đỡ giáo xứ và cho các em thiếu nhi, cho các bạn trẻ, và con là chị trưởng của giáo lý viên là huynh trưởng ạ. Và làm trong ban chấp hành của ca đoàn giới trẻ và của hội giới trẻ của giáo xứ ạ. Và con cố gắng rất nhiều cho, và con phục vụ hết khả năng của con. Nếu Chúa cho con khả năng gì thì con sẽ phục vụ hết mình. Và những công hôm nay làm sao con biết được giáo điểm thì mừng con đến đây con làm chứng cho Chúa, là ca trưởng, là ban chấp hành ca đoàn mà không ở nhà hát lễ mà con chạy đến đây, còn làm sao con biết giáo điểm thì mừng hôm nay đến đây. Dạ, mọi người ở xứ con thì có truyền tay nhau cái máy nghe giảng đấy ạ, thì mẹ con cũng biết được và mẹ con đem về nghe, và con cũng hàng ngày mẹ con nghe thì con cũng nghe theo, và nhà có tivi thì có lắp mạng ạ. Và hôm nào ăn cơm hay là đến buổi chiều chiều hay tối là con có mở lên coi, và mẹ con và con cũng coi, và tới đây con bị nghiện lòng thương xót ạ. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, từ đấy về sau con nghiện lòng Chúa thương xót. Ước gì những bạn trẻ ngày hôm nay nghiện ngập, nghiện rượu, nghiện bài, nghiện đủ mọi thứ mà không nghiện lòng thương xót của Chúa. Người trẻ ngày hôm nay trong đại lễ kinh lòng Chúa thương xót nói với chúng ta rằng không phải lòng Chúa thương xót là chuyện của đàn bà con nít, không phải chuyện lòng Chúa thương xót là chuyện mê tín dị đoan, không phải lòng Chúa thương xót là chuyện tình cảm hời hợt vô bổ chóng qua, nhưng là một đức tin vững mạnh hơn cả tô ma. Vì Chúa nói phúc cho ai không thấy mà mẹ lên, đưa cao cái quạt, đưa cao cuốn sách lên, phúc cho ai không thấy mà phúc cho ai không thấy mà anh
chị em hôm nay đã hôm nay chị em rớt và anh chị em loan báo lòng tin ấy cho mọi người để mọi người cũng sẽ được đấy. Thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa không phải là tình cảm vô bổ chóng qua, không phải là chuyện hời hợt, và các tông đồ tin vào Đức Kitô phục sinh cũng không phải là ảo ảnh, ảo giác, ảo tưởng. Không phải có lúc ông tưởng là ma, nhưng 5 lần 7 lượt Chúa hiện ra với chứng cớ rành rành. Tay thầy đây, sờ vào, cạnh sườn đây, thọc vào. Và thưa anh chị em, Tô-ma đâu có cần phải sờ, đâu có thọc như con. Và Tô-ma đã thấy thì Tô-ma lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng hãy làm cho thế giới vô tín này, thế giới mà chỉ có tin vào quyền lực của Satan, quyền lực của vật chất, quyền lực của thế gian, thế giới ngày hôm nay chạy theo danh vọng, chạy theo những ảo ảnh, để họ nhận ra rằng Chúa thực sự đang hiện diện ở đây. Quyền năng lòng Chúa thương xót trên những người trẻ ngày hôm nay. Cha gửi tặng cho con máy 365 bài giảng. Con đi về giáo xứ của con đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách tín thác con gửi tặng cho cha xứ của con, được không? Dạ được ạ. Rồi, gửi tặng cho cha xứ của con cuốn Con đường tín thác với cả cuốn sách Tâm tư lòng nhân hậu. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và tặng luôn cho cha xứ của con cái chìa khóa để cho khóa cái két bạc, két sắt. Và đây là chàng chuỗi tặng luôn cho cha xứ của con nha. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Và bây giờ